Em xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay Giang Nam Audio sẽ xin phép được test cái một cái bộ mâm than tự hành. Cái bộ này là bộ mâm than Nationan của Nhật, hàng sản xuất tại Nhật anh em nhé. Và về trong tình trạng là zin và đẹp, đẹp xuất sắc, đẹp như mới luôn anh em nhé. Bộ của nó gồm một đầu đầu mâm than và một cặp loa đi kèm. Nguyên zin của nó là như thế này anh em nhé. Còn đẹp như mới luôn, chạy hoàn hảo. Và sau đây em sẽ test thử chất âm để anh em thưởng thức nhé. Cái bộ này thì phù hợp cho anh em trưng bày hoặc là hoài niệm, sưu tầm. Bộ này em bán với giá là 6 triệu 500 ngàn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0974 086 286. Sau đây em sẽ test thử chất âm anh em nghe nhé. Đấy, đây là volume chỉnh âm thanh của hai loa. Anh bò trường đây là tốc độ chạy, tốc độ 33 và tốc độ 45. Anh đi vì đất nước khổ đau, anh đi anh quên thân mình. Đẹp như mới luôn em. Anh tống bới chẳng dài, vui đêm trăng má phất chẳng cần rồi. Xa phồn hoa với những chiều dập dìu cho ca đẹp, nói chung đẹp hoàn hảo luôn, loa đẹp xuất sắc. Một bóng đơn côi em nhớ người phương trời, tâm tư chẳng biết nói cùng ai, đơn sơ em đi đôi dòng. Em quay sang bên này. Bộ này dài tầm khoảng 70 cm và sâu và rộng của nó là 25 cm. Cái đĩa này là đĩa cũ anh em nhá. Đĩa này em lấy đĩa cũ test. Kim máng còn mới đét luôn ấy. Loa này anh em có thể để đứng hoặc để nằm nhá. Để đứng cũng được mà để nằm cũng được anh em nhá. Thank you.
sân khấu lộ thiên tuồng theo điện tích tráng sĩ hề đến đường khi sông núi dậy chinh